Này, em giới thiệu nốt hộ cái bạn nữ nhà em cái. Bạn nữ nhà em bây giờ đã đi mải phục vụ cho các bác gái làm đẹp rồi, các chị em làm đẹp rồi. Nên hôm nay em quay nốt cho bạn rồi nhé. Và ngày vợ em bạn quay, nhưng hôm nay em quay nốt cho. Đây là những chiếc nồi áp suất hàng bãi các nhé. Nồi áp suất hàng bãi. Tình trạng của ba con này thì hoạt động bình thường. Có một con này thì là bị sứt mất một miếng đây, có nghĩa là nó bị gãy đây. Nhưng mà tay tay cầm thì vẫn bình thường, tay cầm bình thường đấy, tay cầm vẫn bình thường, van vẫn bình thường, tất cả những van này thì nó không ảnh hưởng gì cả. Đây là chỉ là nắp tre nhé, nắp tre đấy, để báo giá luôn cho các bác luôn, nó dễ. Thì để vào báo giá luôn cho bác nhé. Con này 500k, con này ở trong so với ba con này là nồi to nhất, tay thì vẫn ok nhé. Này, inox tất cả còn sáng loáng luôn, van răng các nhìn răng của nó này còn đẹp nguyên luôn nhé, van răng không có gì cả đấy. Con này là 500 này, con này 800 này, con kia là 920k đấy. Con này thì size là con này to nhất, size to nhất, ok chưa. Còn tiếng ở đây thì toàn tiếng Nhật thì chả đọc được, không đọc được, bó tay. 500k là do nó bị vỡ một tí đấy thôi, còn các bác về dùng bình thường. Nồi thì quá đẹp rồi, xuất sắc rồi, ok chưa. 500 cành đấy, các bạn là muốn nấu nhanh tất cả van đây. Còn van này còn có ba nấc quá nhé, nó có biểu tượng như này, như ở đây là chế độ này để xì hơi đúng không ạ, khóa này, nấc 2 này chẳng hạn đấy, từng các nấc khóa đấy, bác thử chưa đấy, bác nhìn nhé, từng cái chế độ luôn. Đây này, khi bác vặn vào cái chế độ này van nó nhảy lên này đấy, bình thường luôn nhá, ok hết. 500 cành sang đến con này là con số 4, con số 4 800k này, tất cả toàn là chữ Nhật, chữ ở dưới này các bác đọc đặt đọc của em này, còn chưa thấm lau các bác ạ. Đây chưa thấm lau đấy, lau dọn để cái nó sáng này, chưa thấm lau nhé. Chưa, con này thì lại van nệt này, xả hấp đấy, 800 cành đấy, nhìn nó quay này đã đủ thử hết rồi, răng thì còn có phê rồi đúng không ạ. Đấy, con này rất là dày luôn chứ. Ui, con này dày lắm bác ạ, cái đáy ấy, bác nhìn đáy nó phải cả một phân luôn đấy này, cái đáy nó dã man luôn này, đáy dày phải cả phân luôn, dã man luôn bác ạ. Đấy. Ui sao con nồi nó dày thế bác, cả cân luôn đấy. Con này là 800 cành, 800k các bác nhé, 800k đấy. Con này là nồi này là 5,3 lít thì phải đấy, thông số rồi. 5,3 lít 80 kPa là gì đấy? 5,3, con này 5,3 lít, con này là bao nhiêu đây? Ôi thì mở hết thì chả đọc được ạ. Nhưng con này to hơn, con nồi này to hơn con này. Sang tiếp con này nhé, con này là 800k số 4. Sang này con này là con số 3, 920k đấy, 920k. Chữ của bạn đấy đấy, nhưng bạn lại vội bạn này, làm được mới tinh rồi, như mới luôn, như mới luôn. 920k. Con này 90-12 cái quái gì đây, thông số này. Đấy em để thông số cho bác đọc đi, con nhìn thông số bác đọc thôi. À con này 5,3 lít, con này cũng 5 lít 3 này, nồi 5,3 lít này. Đấy, thương hiệu của nó là gì đây, Sunda đấy. Và tiếng Nhật chịu, chả đọc được đâu. Em mở cho bác xem đấy. Vàng cũng đã đun thử hết rồi, đều đun thử hết rồi mà đấy, đun thử mới giới thiệu bạn, nhìn chưa, quá đẹp luôn. 930 cành, à 920.000
số thứ tự là số 2. Ngồi rất là dày luôn, nó quá dày luôn. 120 cành. Em quay hộ bạn đây thôi. Cái bạn này em bây giờ là bạn ấy mải đi làm đẹp các chị em rồi. Bạn ấy không thích cái món này nữa rồi. Rồi, chào các bác nhá.